Xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại cùng với video của em Hải trong dịp cuối tuần anh chị nhé. Anh chị đang xem video thì có thể để lại cho em Hải những lượt like, những trái tim màu tím cũng như là những lượt đăng ký kênh Ichimoku Việt Nam. Em Hải sẽ đăng video cũng như là livestream ở trên kênh Ichimoku Việt Nam này khá là thường xuyên. À, cho nên là anh chị nào mà thích à, yêu quý em Hải thì có thể là để lại những lượt like À, những trái tim màu tím và những bình luận tích cực khi mà những cái video cũng như livestream của em Hải được đăng lên anh chị nhé và ngày hôm nay à, nhân dịp cuối tuần anh chị và cũng như là một cái sự biến động khá là mạnh của Vindeck vào thứ sáu à, vừa rồi ngày hôm qua thì em cũng à, gửi tới anh chị một cái video à, cũng như là một cái à, sự bơm oxy tới từ em Hải dành tặng tới anh chị nhà đầu tư để anh chị có thể bớt phần lo lắng đi nếu mà dạo nếu mà khi có những cái sự giảm điểm đã làm cho anh chị có những cái tiêu cực đúng không thì em chính là cái người sẽ uh, dẫn cho anh chị mở uh, bỏ, giảm bớt đi cái sự tiêu cực và sẽ đưa cho anh chị những cái góc nhìn tiêu cực của em về Vindex trong giai đoạn sắp tới anh chị nhé thì chúng ta sẽ bắt đầu vào uh, Vindex của ngày hôm nay à, cũng như cái tựa đề thumbnail của em có có ghi đó anh chị Đấy, thì là giảm 100 điểm Tức là chúng ta đang có một cái nhịp giảm là đâu đó là 25 điểm đúng không anh chị? Và với chị cũng chỉ vừa mới tháng, tháng tư thôi, giữa tháng tư thôi thì chúng ta đã chứng kiến một cái giai đoạn giảm 100 điểm của thị trường. Và trước đó thì là cái giai đoạn tháng 8, tháng 9, 2023 có lặp lại hay không? Thì đang cho thấy được cái câu chuyện rằng là có một cái hiện tượng là giống anh chị nhé, có một cái hiện tượng là đang giống với cái giai đoạn 2023, tháng 9, 2023 của thị trường anh chị. À, đâu đó là để em xem thử đây nếu mà nhìn vào khung đồ thị ngày anh chị nhé à, thì đây giảm một cây sau đó có những cái sự hồi phục trở lại này và giảm một cây nè giảm một cây rất là mạnh nha sau đó có những cái sự hồi phục thì phải chăng là nếu ở khung đồ thị tuần thì chúng ta đang thấy được những cái câu chuyện là có thể giảm 100 điểm hay không hay là ở khung đồ thị ngày thì chúng ta đang thấy được rằng là đang có những cái sự giống với 2 tháng 8 tháng 9 2020 hay không à, thì mời anh chị vào video này cùng em anh chị nhé À, trước hết thì việc à, giải thích với anh chị rằng là có thể giảm 100 điểm hay không Thì em xin cam đoan với anh chị rằng là chắc chắn sẽ là không Anh chị nhé Chắc chắn sẽ là không Phần trăm theo em là khả năng à, không cao à, Chúng ta sẽ không nhìn thấy được những cái phiên mà giảm 100 điểm nữa Bởi vì á, lúc này dòng tiền đã đang uh, có những cái sự dịch chuyển vào uh, cổ phiếu ngân hàng rồi anh chị Dòng tiền đang có những cái sự dịch chuyển vào cổ phiếu ngân hàng À, cho nên là uh, khi mà tiền lớn đã vào ngân hàng thì khả năng là chúng ta sẽ không uh, chưa thấy được những cái dịp giảm mà thật sự mạnh anh chị nhé trừ khi mà dòng tiền nó không vào nhóm ngành ngân hàng thôi anh chị thì chúng ta mới thấy được rằng là uh, khả năng rất cao là chúng ta sẽ phải giảm điểm chúng ta sẽ có những cái nhịp giảm điểm khá là lớn anh chị ha rồi nhìn về nhìn về uh, nhìn về xu hướng anh chị thì nhìn về xu hướng tổng thể cả một xu hướng hôm nay tính lết tính hết cả thứ sáu vừa rồi thì đây là những cái nhịp gọi là tích lũy anh chị á kể cả khi đó, kể cả khi mà chúng ta đã giảm tới 25 điểm như thế này nhưng một cái chỉ báo đang cho thấy một cái tính vẫn cho thấy tín hiệu là tín hiệu tăng anh chị nhớ tín hiệu là đang có một cái xu hướng là xu hướng đi lên đó là cái chỉ báo là parabolic soar chỉ báo này nó sẽ báo hiệu cho anh chị rằng là có cái sự đảo chiều hay chưa thì à, tới hết tới hết ngày hôm qua kể cả khung ngày và khung tuần của vn vẫn chưa cho thấy được cái dấu hiệu đảo chiều của à, dấu hiệu đảo chiều của vn anh chị vn chúng ta vẫn cái dấu chấm nó vẫn nằm dưới anh chị nhé khung tuần nè khung tuần thì chắc chắn với anh chị là đang nằm dưới rồi nó đã đảo chiều từ 4 tuần trước rồi anh chị nhé Đấy, thì giờ nó đang vẫn ở năm trước thì nhìn chung về các uh, xu hướng tuần uh, xu hướng tuần anh chị thì đây là một cái xu hướng tích lũy của VNDAX anh chị nhé và để nói về những cái nhịp giảm uh, 100 điểm hay là phân kỳ ở khung ở tháng 8 tháng 9 2023 thì nó có xuất hiện hay không thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái những cái sự so sánh anh chị nhé đầu tiên là chúng ta phải có những cái sự so sánh để nhìn xem là nó có đúng không anh chị ở ở tháng 8 tháng 9 chúng ta xuất hiện một cái phân kỳ tuần anh chị nhé và ở thời điểm hiện tại chúng ta cũng đang thấy được một cái dấu hiệu là phân kỳ tuần vậy thì hai cái phân kỳ này nó có giống nhau hay không rồi trước tiên thì chúng ta sẽ vào phân tích anh chị ở giai đoạn phân kỳ tuần của viên này thì đầu tiên muốn biết được là nó có phân kỳ tuần hay không thì chúng ta sẽ nhìn vào hai cái đỉnh anh chị nhé ví dụ như là lúc này RSI và MFI thì đã cho thấy phân kỳ nè đây chúng ta đang thấy được cái, cái câu chuyện tương tự ở khung đồ thị tuần, RFI và MFI cũng đang cho thấy phân kỳ tuần anh chị nhé. Rồi à, tiếp tục anh chị. À, đâu đó thì MACD, MACD thì đang cho thấy một cái trạng thái là cũng gần gần là như là phân kỳ tuần anh chị, cũng gần như là phân kỳ tuần anh chị nhé. Rồi, nếu mà nhìn qua xu hướng anh chị. Ở VinDex ở khung đồ thị tuần vào cái giai đoạn mà xuất hiện phân kỳ tuần thì chúng ta đang ở một cái trạng thái thế nào anh chị? Chúng ta đang ở một cái trạng thái đó chính là ADX. Cái đường ADX chúng ta đang nằm ở 26 anh chị nhé. Cái đường ADX chúng ta đang nằm ở 26, tức nó đang thể hiện được cái câu chuyện rằng là đang có một cái xu hướng strong trend một cái xu hướng uptrend và strong trend anh chị. Uptrend là vì sao? Bởi vì ADX cộng vẫn đang nằm trên ADX trừ. Cái đường màu xanh vẫn nằm trên đường màu đỏ anh chị nhé. Và cái đường ADX màu xanh lá cây này nè. Đó, nó đang nằm trên vùng giá là 25. Tức là đang cho thấy một cái xu hướng uptrend rất là mạnh của VND Thành ra khi xuất hiện... Thành ra khi xuất hiện phân kỳ ở khung đồ thị tuần này, đây mới chính là lúc mà chúng ta sợ hãi anh chị nhé. Bởi vì phân bởi vì là xu hướng tăng càng mạnh thì phân kỳ thì phân kỳ á, Uh, nó sẽ càng hiệu quả anh chị xu hướng tăng càng mạnh thì vân kỳ tăng uh, càng hiệu quả thì đang cho thấy cái xu hướng đang cực kỳ mạnh anh chị nhé đấy rồi uh, nếu tiếp nếu mà so sánh về cái giai đoạn hiện tại của vndex thì sao ở, ở ở giai đoạn hiện tại ở ở giai đoạn hiện tại của viênnde anh chị thì đâu đó adit thì đang ở ở vùng giá là uh, nó đang ở cái vùng là 19 anh chị nó đang ở cái vùng giá 18 ở uh, em xin lỗi ở vùng vùng điểm là 18 thì khả năng là nếu có phân kỳ xuất hiện ở đây thì theo em trạng thái của khung đồ thị tuần ở giai đoạn hiện tại nên sẽ là trạng thái tích lũy, không thể nào là một trạng thái giảm mạnh bởi vì adit vẫn đang cho thấy được rằng là chưa vượt lên 20 và cái câu chuyện và cái câu chuyện khi mà ADX chưa vượt lên 20 thì nó đang thể hiện một cái xu hướng vẫn là một cái xu hướng tích lũy anh chị nhé. Vẫn là một cái xu hướng tích lũy, chưa có vào trend sống anh chị, chưa có vào trend và theo em là nếu mà nhìn về khung đồ thị tuần thì đang cho thấy được cả hai uh, hai hai cái đợt phân kỳ này đang có cái dấu hiệu đang có một cái sự là khác nhau hoàn toàn anh chị. Khác nhau hoàn toàn. Cho nên những cái nhịp mà giảm điểm mạnh về cái bên dưới khi mà bị mở ra của VinDex là hoàn toàn không khả thi anh chị nhé. Theo em là hoàn toàn chưa khả thi với giai đoạn hiện tại. Chúng ta sẽ cần thêm nhiều dữ liệu ở ở các tuần ở những tuần sau thì để mới xét được rằng là nó có thể giảm mạnh hay không. Còn tính tới giai đoạn hiện tại và tính tới thêm thứ hai và thứ ba thì thì điều đó nó sẽ không xảy ra anh chị nhé. Phải chăng? Đấy, phải chăng thì đây chỉ là một cái nhịp là nếu mà nhìn về khung đồ thị tuần thì phải chăng đây chỉ là một cái nhịp tích lũy trở lại trước khi có một cái xu hướng tăng mới của Vindex thôi anh chị. À, thì em cũng muốn xin nhấn mạnh rõ với anh chị rằng phân kỳ mạnh sẽ xảy ra khi mà ADX nó có những cái dấu hiệu cắt lên 20 và và nó sẽ mạnh hơn khi mà nó cắt lên 25 anh chị nhé. Khi mà ADX cắt lên 25 thì nó sẽ hiện một cái xu hướng là một cái xu hướng đang ấp rất là mạnh đang xu hướng ấp mạnh thì đi đó phân kỳ xảy ra thì nó mới mạnh anh chị nhé. Còn với giai đoạn hiện tại mà nếu mà phân kỳ có xảy ra ở khung đồ thị tuần á thì thật ra với cái ADX mà đang nằm dưới 20 ấy, thì thật ra thôi em đó chỉ là những cái nhịp mà vindex sẽ tích lũy trở lại thôi nhìn ở khung đồ thị nhìn ở nhìn ở khung đồ thị ngày anh chị thì chúng ta vẫn chưa thấy được cái sự đảo chiều anh chị nhé mặc dù ngày hôm nay đã có một cái phiên thường á thông thường á khi mà chúng ta nhìn vào khung ngày à, thì có một cái sự điều chỉnh mạnh đúng không anh chị thì có thể là nó làm mất đi cái xu hướng tăng ngắn hạn của vindex À, xu hướng tăng ngắn hạn của VN-Index anh chị ha. Tuy nhiên ở cái giai đoạn hiện tại thì đang cho thấy được nó cũng chỉ chạm cái đường giữa của đường Ben thôi. Cái đường giữa của đường Bollinger band thì đính chính là MA20 anh chị nhé. Thì nó chỉ vừa chạm khẽ cái đường uh, MA20 này thôi anh chị. Đấy thì cho thấy được rằng là cái xu hướng vẫn đang là cái xu hướng giữ uh, uptrend. Vẫn đang giữ một cái xu hướng tăng anh chị nhé. À, thì cần thiết rằng là ngày thứ hai sẽ là một cái phiên cực kỳ quan trọng. Em cũng đã có chia sẻ vào ngày hôm qua anh chị em đã có chia sẻ vào ngày hôm qua à, buổi tối ngày hôm qua nếu mà thứ hai này á nó bị mất đóng đến mất 1.278 nè và và à, nếu mà không bán mạnh nha <laughs> nếu mà có một cái lực nó vẫn có lực tuôn ra lực bán á. và vn chúng ta đóng nến dưới 1278 thì có thể sẽ đợi chúng ta sẽ chờ những cái nhịp hồi uh, phía sau nhỏ để chúng ta ra hàng anh chị nhé. Còn nếu mà nó gãy tiếp tục mạnh về mức 1250 luôn anh chị thì khả năng chúng ta sẽ thấy một trăm giá 1230 rất là cao anh chị nhé. Thì em em cái kịch bản nó sẽ không xảy ra mà nó sẽ xảy ra là ngày thứ hai sẽ còn một cái lực bán nhỏ À, lực bán hoảng loạn do bị kéo uh, do bị đạp ATC uh, cuối phiên sáng ở uh, cuối phiên thứ sáu anh chị thì đâu đó là là thứ sáng thứ hai vẫn sẽ còn áp lực tuy nhiên áp lực lúc này nó sẽ không nhiều nữa và chỉ cần là chờ vậy thôi uh, chúng ta sẽ có những cái cây nến vẫn nằm trên được vùng giá hai trăm bảy một anh chị nhé à, thì đó là những cái chia sẻ của em góc nhìn của em về VNX ở giai đoạn hiện tại anh chị còn để nói mà giảm mạnh như những cái giai đoạn mà tháng 4, uh, tháng, ở giữa tháng 4 năm 2024 uh, chúng ta thì theo em là nó sẽ không có anh chị nhé. Theo em là nó sẽ không có đâu. Theo em là nó sẽ không có uh, bởi vì là, bởi vì, uh, đơn giản thôi anh chị, là nếu mà nó có những cái nhịp, đây không phải là một cái nhịp bán tháo anh chị nhé. Đây là nhịp bán tháo. Còn đây không phải là một dịp bán tháo bởi vì anh chị có thể thấy được rằng nếu mà nhìn vào các khung ở uh, uh, nhìn vào uh, uh, cái bản bản đồ nhiệt anh chị thì thấy được rằng là vẫn có những sắc đỏ đúng không? Nhưng mà đâu đó len lỏi vẫn có những cái sắc xanh anh chị. Ví dụ như LBBank vẫn tăng được 3.38% cho thấy được cái quá trình hôm nay nó vượt đỉnh thì thể hiện được là một cái sự tăng trưởng tốt của nó. Vậy thì cho em hỏi rằng là nếu mà VN-Index nó xấu như vậy thì những cái cổ phiếu này liệu nó có vượt đỉnh hay không? À, nó có tạo được một cái nến đẹp nó có tạo được một cái nến đẹp này hay không? Hay là nó lại bị đạ bán xong rồi rút chân vô lại và nến đỏ thì lúc này nó mới xấu. Anh chị à, nên là anh chị hãy bình tĩnh chị ha. Ê, anh chị hãy bình tĩnh. Ở cái giai đoạn à, à, vào thứ hai không nên có những cái trạng thái bán nữa anh chị. Chúng ta không nên bán ở cái giai đoạn này, nếu mà anh chị nào mà có những cái cổ phiếu xấu thì có thể chờ những cái dịp hồi ở phía sau để bán anh chị nhé. Chúng ta sẽ không bán hẳn loại ví dụ như vtb cũng đã có những cái phiên tăng hay không chị vậy thì hãy tự hỏi rằng là nếu mà thị trường mà vnx chúng ta xấu như vậy thì liệu có những cái cổ phiếu nó tăng được không những cái cổ phiếu tăng như vậy không phải là không phải là do họ không phải là họ vô tình họ đánh lên đâu như vậy đâu anh chị nhé mà là họ đến những cái cổ phiếu này vẫn có những cái câu chuyện phục hồi riêng của nó anh chị thì cho thấy được rằng là nó vẫn có những cái khả năng tăng được nó vẫn có khả năng tăng được. thì theo em đây chỉ là một cái nhịp điều chỉnh rũ bỏ uh, để uh, trước khi có một cái nhịp tăng nó tốt hơn thôi anh chị ha. đấy thì những cái cổ phiếu mà có thể uh, anh chị có thể chú ý thì ở trong ở trước đó thì em cũng đã có đề cập rồi à, và um, em cũng sẽ chia sẻ với anh chị ở những cái clip sau anh chị nhé. còn ngày hôm nay thì đơn giản chỉ là những cái chia sẻ của em về vndex thôi anh chị. những cái chia sẻ của em về vndex và với um, và theo em nhé theo em thì với cái cây volume như thế này thì nó vẫn không nó vẫn đang rất là bình thường anh chị với cái những cái cây volume ngày hôm nay nó chỉ tuôn ra vào cuối phiên thôi nếu mà nhìn vào cái bảng uh, ở thanh khoản này anh chị nếu mà nhìn vào bảng thanh khoản thì nó chỉ tuôn ra vào bắt đầu từ 2 giờ thôi anh chị bắt đầu từ 2 giờ thì thanh khoản nó mới tuôn ra thôi đấy thì thể hiện một cái lực bán chốt lời và cái lực bán chốt lời này thì vẫn đang còn bình thường cho tới khi vào ATC. Trong ATC đã bị đạp thì nó sẽ tạo gây ra một cái sự hoảng loạn làm cho cổ, làm cho cái khối lượng nó tăng đột biến vào cuối ATC nữa anh chị. Đấy, thì theo em là nếu mà nhìn qua thì đây chỉ là một cái nhịp rất là bình thường thôi. Cũng gần 30.000 tỷ. À, với một cái cây nến như vậy mà 30.000 tỷ thì đang rất là bình thường. Đang cho thấy một cái trạng thái rất là bình thường anh chị nhé. Nếu mà anh chị nhìn vào một cái cây nến này và chị nhìn vào một cây nến tương tự là cái cây nến ngày... đây biên độ của cây nến này và biên độ cái cây nến này thì gần như là như nhau nhưng mà đang cho thấy được cái volume nó thì nó chỉ bằng là gần 2 phần 3 thôi nó chỉ bằng 2 phần 3 với cây nến này thôi anh chị thì cho thấy được rằng là đang có một cái sự rất là bình thường và và cái việc mà viên của chúng ta mà giảm vào thứ sáu ngày hôm nay thì nó chưa thật sự nó chưa có gì gọi là xấu anh chị nhé chỉ khi nào nếu mà nó tích lũy tiếp tục vào tuần sau mà mới nó gãy cái cây này á, thì nó mới mệt thì thật sự phải nói anh chị là mới mệt anh chị nhé ấy còn việc mà hôm, hôm thứ sáu nó giảm một cái cây nến này thì theo em là đang rất là bình thường theo em là đang rất là bình thường và chúng ta phải cực kỳ chú ý vào tuần sau anh chị nhé Rồi. Về nhìn uh, nhìn thêm về khung đồ thị. Uh... Nhìn thêm về khung đồ thị ngày thì sau một cái phiên như thế này thì khả năng là là những cái phiên sau sẽ là những cái phiên tích lũy của VinDesk anh chị. Nó sẽ tích lũy cho tới khi mà stock uh, cái stock uh, trusted RSI này, này nè, nó có những cái phiên quá quá bán ở dưới đây thì sau những cái phiên đó sẽ là những cái uh, nhịp mà anh chị có thể mua mạnh để mà chuẩn bị cho một cái sóng sắp tới anh chị nhé thì theo em là đang trên đường về thôi thì khả năng là với những cái uh, diễn biến như vậy thì chỉ cần là tích lũy trở lại là những cái uh, chỉ báo như là stock taxi lli này, này nó sẽ có những cái nhịp uh, nhịp giảm về giảm về dưới những cái vùng quá bán Đấy, thì chung sau đó chúng ta sẽ bắt đầu chú ý lại được anh chị nhé À, thì đó là những cái chia sẻ của em về Vindeck thì thật sự thứ sáu nó là một cái phiên có cái khối lượng bán rất là à, nhìn cái cây nến bán thì hơi sợ anh chị nhưng mà nhìn chung nếu mà nhìn về các cổ yếu tố kỹ thuật đó, thì nó vẫn chưa có gì là xấu và chúng ta sẽ cần thiết vào chú ý vào ngày thứ hai anh chị nhé đặc biệt chú ý cực kỳ chú ý vào ngày thứ hai à, em sẽ có những cái buổi livestream vào ngày mai à, ngày mai để mà có thể chia sẻ lại với anh chị về tình hình của Vindeck anh chị ha À, còn với giai đoạn hiện tại thì theo em là anh chị vẫn cứ bình tĩnh hơn vẫn chưa có gì gọi là xấu lắm anh chị ha vẫn chưa có gì gọi là xấu đâu à, này, là lên để bơm oxy cho anh chị là chủ yếu anh chị ha à, thì nên anh chị nào mà có thích em hải cảm thấy là uh, video này nó giúp cho anh chị an tâm thêm phần nào thì có thể để lại cho em hải nhân lực like những trái tim màu tím anh chị nhé. Đấy, và anh chị có câu hỏi thắc mắc gì ấy, thì cũng có thể là uh, ghi ở dưới phương bình luận ha. Đó, hoặc là nhắn với em qua số Zalo đang hiện trên màn hình đấy. Đó, thì em sẽ hỗ trợ cho anh chị hết hết sức có thể ở ờ, giai đoạn này. Giai đoạn này thì theo em thấy nếu mà nhìn qua hết các cổ phiếu thì xuất hiện đang lại 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 là xuất hiện điểm mua anh chị nhé. họ thì vậy nó mới hay. <laughs> Ví dụ nha, GR em có chia sẻ với anh chị trong video vào ngày hôm qua nè, đó, lại xuất hiện điểm mua. Thì nó lại hay anh chị ha rồi thì đó là những cái chia sẻ của em à, xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những cái video cũng như livestream tiếp theo anh chị nhé